Đoàn công tác của cục chính trị quân khu 7 do đại tá Nguyễn Như Trúc, phó chủ nhiệm chính trị quân khu làm trưởng đoàn đã có buổi đến kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 của lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu, thời gian qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội theo hướng dẫn của cục chính trị quân khu thành lập ban tổ chức, tổ chức việc và phân công chuẩn bị các nội dung phục vụ đại hội như trang trí market, trưng bày bano bà tuyên truyền. Đến nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các văn kiện, các mô hình, báo cáo điển hình, tham luận, nhân sự đại hội, video clip minh họa. Phát biểu kết luận Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đã chủ động chuẩn bị chu đáo các nội dung, kịch bản, chương trình đại hội, đồng thời nêu ra một số vấn đề để đơn vị tiếp tục nghiên cứu rà soát sửa chữa và hoàn thiện tổng thể chương trình